Xin chào các bác, em là Hà bên đồ đồng mỹ nghệ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác về chiếc bao đài của bên em. Bao đài này thì chúng ta sẽ dùng là để đựng muối, đựng gạo, tùy địa phương, tùy phong tục của mỗi nơi thì chúng ta sẽ là bỏ những gì thì là do phong tục của chúng ta. Thì các bác nhìn cho em này, cái này thì nhà em chất liệu được làm từ đồng vàng và sẽ có màu là màu vàng đậm nha các bác. Đây ạ. Khi mà chúng ta dâng lên bàn thờ có gạo, có muối, có rượu nước thì sẽ thể hiện được cái lòng hiếu kính, hiếu thảo của con cháu dâng lên cho gia tiên nhà mình nha các bác. Thì bác nào quan tâm mà muốn sở hữu cái bộ ba đài này để dâng lên gia tiên nhà mình thì có thể là để lại thông tin phía dưới hoặc gọi trực tiếp vào hotline là 0963 378 563, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác các cái kích thước để làm sao cho nó phù hợp với bàn thờ nhà mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.